nam tín nữ hiện hữu tri thức. Và cô tu nữ phục hạnh mới ra chạy ra mất tiêu rồi. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 364. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo Ratanatayasawanda mit Bhutto Mahesi Yarang Tathagato Lokuttamo Tappagaru Hichet Thakku Lokasasathai Chana Dhammakku Vido Vanda Mahantang Narapu Chana Yatang. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não thế căn, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân đơn thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ vi yết tá sát sát thu nô lô ca nó mần thá sá quý nà ká rô cô sáp bà nhu bút tháp bất đi phù thí sanh nhá tô quần đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như là trời sáng, vẹt mạng, vô minh, phá tan, lầm lạc chúng sinh, đầy dụng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sâm khô vi sốt thô chú gá tá sá sá quắc cô sê kha ca mô quắc rá thầm vá sê kha cô nín đà vá sẵn sá lý á nà đá rô quá rô vành đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giác cần tăng bảo trên văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayateke-nasakha-me-e-tu-wa-thananta-sa-vi-a-lu-pha-we-nasaha-sa-ye-nasa-cha-tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 364. À, chúng tôi xin đọc cho. Thammaramo thammarato. Thammaramo thammarato. Thammaramo thammarato. Bây giờ câu số 2. Thầm măng anu quý trình ta dần. Thầm măng anu quý trình ta dần. Thầm măng anu quý trình ta dần. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu quy trình ta dần. Thầm ma ra mô thầm ma tô thầm măng anu quy trình ta dần. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu quy trình ta dần. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Thầm bằng anu xá rằng phích khu. Thầm bằng anu xá rằng phích khu. Thầm bằng anu xá rằng phích khu. Và câu số 4. Sáp thầm mà na pa ri ha ya ti. Sát thầm mà na pa ri ha ya ti. Sát thầm mà na pa ri ha ya ti. Bây giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4. Thầm măng anut sa răng phích khu. Sát thầm mà na pa ri ha ya ti. Thầm bằng anu sa dần phích
khu sát thầm mai na pari hai gia ti thầm bằng anu sa rằng phi khu sát thầm mai na pari hai gia ti. Rồi như vậy bây giờ chúng ta ôn lại ha. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu vi chinh ta dân thầm măng anu sa răng phích khu sát thầm ma na pari hai gia ti. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu vi chinh ta dân thầm măng anu sa răng phích khu sát thầm ma na pari hai gia ti. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai: thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu vi chinh ta dần thầm măng anu sa dần phi khu sát thầm ma na pari hai gia ti. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu vi chinh ta dần thầm măng anu sa dần phi khu sát thầm ma na pari hai gia ti. Như vậy là chúng ta đọc giọng kinh có hai giọng ha, tức là hai cách đọc. Một cách đọc là chúng ta chia làm hai, dừng lại cuối câu số 2. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu vi chinh ta dần. Chúng ta đọc lần hai câu. Và cuối câu số 2 nó là trường âm, rất là sung sướng. Hai câu số 2 chúng ta dừng. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai là chúng ta đọc nguyên một hơi. Đọc nguyên một hơi. Thì cái bài này tương đối cũng dễ đọc chứ không có khó ha. Như vậy là giọng kinh thì có hai nha. Rồi bây giờ qua giọng kệ. Giọng kệ thì chúng ta thấy có chỗ câu 4, có chỗ câu 5 ha. Nhưng mà chúng ta cứ lấy cái nhịp 4-4 dễ dễ ha. Bởi vì câu 8 từ, một câu 8 từ 4-4 thì hơi dễ đọc hơn. Bây giờ qua giọng kệ. Thầm ma ra mô, thầm ma ra tô, thầm măng anu vi chinh ta dần. Thầm măng anu sa răng phinh khu sa thầm ma na ba ri ha ya ti. Thầm ma ra mô, thầm ma ra tô, thầm măng anu vi chinh ta dần. Thầm măng anu sa răng phinh khu sa thầm ma na ba ri ha ya ti. Thầm ma ra mô, thầm ma ra tô, thầm, chỗ này sai ha, đọc lại. Thầm ma ra mô, thầm ma ra tô, thầm măng anu quy chinh ta dần. Thầm măng anu sa răng phinh khu san tham mana pariha ya ti. Rồi thêm lần nữa. Tham mara mô, tham mara tô, tham mang anu vi chinh ta dần. Tham mang anu sa răng viên cụ san tham mana pariha gia tì. Wow, bộ đọc hay lắm hay sao mà Siết Kim hưởng ứng. Rồi mời Siết Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức.
các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư thì lúc nào cũng đọc hay rồi, sư sư là số 1 rồi sư. Rồi con thấy sư đọc đi đọc lại nhiều thấy mệt mà cũng giống nhau thôi đó, đâu có gì đâu. Thì con bữa nay con có chuyện làm mà sư, con vừa hái một đống ổi, ổi của con ngon lắm đó. Con sẽ đi cho người ta rồi con bán một mớ nữa. Con phải tranh thủ trả bài cho xong để Giang Nhật Khả đừng có kêu con lên nữa. Nó chuyện môn canh mánh con mà sư ơi, con sợ nó lắm. Ô bữa nay hả? Mô Phật 1 2 3 4. Ai, 5 người. Và cho tín hiệu nghe rõ, tức là âm thanh của con rất là tốt đó sư. Đường truyền wifi gì số 1 đó sư. Con mời sư đi uống trà, sư nghỉ ngơi cho khỏe sư. Bữa nay giọng sư hơi khàn khàn đó sư. Mở nhọn chút vậy thôi mà sư. À, bữa nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 364. Dạ con bắt đầu đọc để em thôi sư nói đọc đi. Nhiều chuyện quá, mất thì giờ quá, nhiều người đang chờ. Từ từ mà sư. Từ từ thì khoai nó cũng nhừ mà. Ok con đọc. Thammaramo thammarato thammang anukvicin tayang thammang anuksarang tikusak thamma napariha yati thammaramo thammarato thammang anukvicin tayang thammang anuksarang tikusak thamma napariha yati. Dạ phân tích là phân tích câu 1 câu 2 ạ. Thăm trường âm ngắn, ma ra mô ba trường âm thông thường, thăm trường âm ngắn, má rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, thăm trường âm ngắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á nú quý ba đoạn âm, chinh trường âm ngắn, tá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2. Tham ma ra mô tham ma ra tô tham măng anu quy trình ta dần. Đọc câu 3 câu 4 rồi phân tích luôn. Tham măng anu sa rằng thi khu sắc tham ma na pha ri ha ya ti. Tham trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm, nút trường âm nhắn, xá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thi trường âm nhắn, khú đoạn âm, sắc thăm hai trường âm nhắn, ma trường âm thông thường, ná pá rí ba đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm, thăm măng anúc sa răng phí khú sắc thăm ma ná pá rí ha giá tí. Đọc lại nguyên bài. Thăm ma ra mô thăm ma ra tô thăm măng anúc quy trình ta dặn thăm măng anúc sa răng phí khú sắc thầm ma na pa ri ha ya ti. Đọc lại thêm lần nữa cho chắc em. Câu giờ dài 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 để cho sư đi uống trà cho nó khỏe. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anuk vi trình ta dần thầm măng anuk sa răng phí khu sắc thầm ma na pa ri ha ya ti. Bây giờ đọc kệ ha. Tham ma ra mô tham ma ra tô tham mang a nu vi chinh ta yang tham mang a nu sa rang bi khu sắc tham ma na pha ri ha ya ti tham ma ra mô tham ma ra tô tham mang a nu vi chinh ta yang tham mang a nu sa rang bi khu sắc tham ma na pha ri ha ya ti. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, si tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Con đọc xong rồi đấy sư. Chèn đét ơi, không thấy một cái bông hoa nào của ẩm cho chắc chết kỳ này rồi. Không sao, chuyện nhỏ. Một là không có chuyện gì xảy ra, sự để đó sẽ tính sổ sao, thanh toán sao. Hai, không có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nhiều. Dạ, xin mời quý vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Tha Gia. Dạ, cảm ơn quý vị đồng đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ.
Trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Phục Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 364. Thammarāmo thammarato thammang anuvicin tayang thammang anusarang phitku sat thamma parihayati thammarāmo thammarato thammang anuvicin tayang thammang anusarang phitku sat thamma Nabariha Yati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Thăm, trường âm nhấn. Ma ra mô ba, trường âm thông thường. Thăm, trường âm nhấn. Má rá, hai đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Thăm, trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, nú, quý, ba đoạn âm. Chinh, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Văn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thăm ma ra mô thăm ma ra tô thăm măng á nu quý trình tá văn. Dạ, Phật con phân tích câu 3, câu 4. Thăm, trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, đoạn âm. Nút, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phích, trường âm nhấn. Khú, đoạn âm. Sát, thăm, hai trường âm nhấn. Ma, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Bá, rí, đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Giá, tí, hai đoạn âm. Và con đọc lại hai câu 3, 4. Thăm, măng, anusá, rằng. Phích, khu, sát, thăm, ma. Ná, bá, rí, hà, giá, tí. Dạ, con đọc lại bốn câu. Thammarāmo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang phitku satthamma nabariha yati thammarāmo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang khu sát thầm ma nắp a ri hà gia ti. Dạ, con xin kể. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm mang a nu quỳ chinh ta yang thầm mang a nu xà răng phích khu sát thăm ma na bà ri ha gia ti. Vị tỷ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có gì sai thì xin Ngài sửa cho con. Dạ, con kính mời người kế tiếp ạ. Dạ, alo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Giang Nhật Hạ, Thanh Hoàng và chị Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin được trả bài ạ. Dạ, để con kéo xuống. Thammarāmo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang phikkhusat thamma nabarihayati Thammarāmo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang phikkhusat thamma nabarihayati. Con xin được
phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Thăm là trường âm nhấn, ma ra mô là ba trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, má rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á nú quý là ba đoạn âm, chin là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm là trường âm. Dạ, câu 1 và câu 2. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng anu quý chín ta dăng. Câu 3 và câu 4. Thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nút là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, thăm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ná bá rí là ba đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng anu quy chín ta giang, tham măng anu sa răng phích khu sát, tham ma na ba ri ha giá tí. Con xin kể. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham ma anu quy chín ta giang, tham măng anu sa răng phích khu sát, tham ma na ba ri ha gia ti, tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham ma anu quy chín ta giang, tham măng anu sa răng phích khu sát, tham ma na ba ri ha gia ti. Vị tỷ kheo thính pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp, là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc phân tích kệ xong ạ. Dạ, kính cảm ơn Tâm Hạnh đã post bài, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, thân mời Thiện Vũ ạ. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 364. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng anu vi trình ta giang, tham măng anu sa răng phích khu sát, tham ma na ba ri hà giá ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Tham trường âm nhấn, ma ra mô ba trường âm thông thường, tham trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á nú ví ba đoạn âm, chinh trường âm nhấn, tá đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng á nú ví chinh ta giang. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Thăm trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á bản âm, nút trường âm nhấn, xá bản âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phích trường âm nhấn, khú bản âm, sát thăm hai trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, ná tá rí ba bản âm, ha trường âm thông thường, giá bản âm, tí bản âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tham măng á nút sa răng phích khu sát, tham ma ná ba ri ha giá tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 364. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng á nú vi trình ta giang, tham măng á nút sa răng phích khu sát, tham ma na ba ri ha giá ti. Dạ, con xin kệ câu pháp cú 364.
Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anuttarang bhikkhu sattamana parihayati. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú 364. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang bhikkhusat thammana parihayati. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang. Tham là trường âm nhấn, ma ra mo là ba trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, ma ra là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á nú quý là ba đoạn âm, chin là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang. Câu số 3 và câu số 4. Thammang anusarang bhikkhusat thammana parihayati. Tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nus là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thiết là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, thâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ná, bá, rí là ba đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá, tí là hai đoạn âm. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang bhikkhusat thammana parihayati. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang bhikkhusat thammana parihayati. Dạ con xin kệ. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang bhikkhusat thammana parihayati. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang bhikkhusat thammana parihayati. Dạ con đã đọc xong, có sai con xin sư cùng đạo tràng sửa giùm con. Dạ con xin mời Sis Tina và cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ thưa con kính tạm lễ và người tam bảo, con kính tạm lễ sư Trí Đức và quý cô tu nữ, và con xin chào đạo tràng, con xin đọc bài. Dạ thưa con xin đọc. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang sarang bhikkhu sat. Xin lỗi cho con đọc lại. Thammaramo thammarato
tham măng anu vi chinh ta yang tham măng an sa răng phi khu sát tham ma na pa ri ha ya ti tham ma ra mô tham ma ra tô tham măng anu vi chinh ta yang tham măng anu sa răng phi khu sát thăng ma na pa ri ha ya ti. Con phân tích đoạn 1, đoạn 2. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng anu vi chinh ta yang. Tham là trường âm nhấn, ma ra nô là ba trường âm thông thường. Tham trường âm nhấn, ma ra hai đoạn âm, tô trường âm thông thường. Tham trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A nu vi ba đoạn âm, chinh trường âm nhấn, tá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tham ma ra nu mô, tham ma ra tô, tham măng a nu vi chinh tá dân. Đoạn số 3 và số 4. Tham măng a nu sa ram phi khu sa tham ma na pa ri ha ya ti. Thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đọc âm, nú trường âm nhấn, sát đọc âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nguyên âm, phít trường âm nhấn, khư đọc âm, sát trường âm nhấn, thăm trường âm nhấn, má trường âm thông ma, xin lỗi ma trường âm thông thường, ná pa ri ba đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm, tham măng anu sa răng phi cư sát tham ma na pa ri ha giá tí. Xin con đọc lại cả bốn đoạn. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng anu vi chinh ta yang, tham măng anu sa răng phi cư sát tha ma na pa ri ha ya ti. Dạ thưa con xin cảm ơn. Con xin mời chị Hà lên đạo. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya, và con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ Thi Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Và con xin chào bài. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng a nu vi chinh ta yang, tham măng a nu sa rằng thích khu sát tham ma na ba ri ha ya ti. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng a nu bút. Con xin xăm hồi. Tham măng a nu vi chinh ta yang, tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng a nu vi chinh ta yang. Tham là trường âm nhấn, ma ra mô là ba trường âm thông thường. Tham là trường âm nhấn, má rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, nú, quý là ba đoạn âm, chinh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tham ma ra mô, tham ma ra tô, tham măng a nu vi chinh ta yang, tham măng a nu sa rằng phích khu sát tham ma na ba ri ha ya ti. Tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nu là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, răng là trường âm theo giọng nguyên âm, tích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Tham măng anu sa rằng phích khú sát tham ma na ba ri hà ya ti. Sát là trường âm nhấn, tham là trường âm nhấn,
ma là trường âm thông thường, na ba rí là ba đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá đoạn âm, giá tí là hai đoạn âm. Tham măng anusarang phikkhu sat thammana pariha yati. Thamma ramo thamma ratto thammang anuvicintayam. Thammang anusarang phikkhu sat thammana pariha yati. Mình xin đọc lại, đọc hơi sai. Thamma thamma ramo thamma ratto thammang anuvicintayam. Thammang anusarang phikkhu sat thammana pariha yati. Thamma ramo thamma ratto thammang anuvicintayam. Thammang anusarang phikkhu sa thammana pariha yati. Dạ, con có sai, xin chỉnh sửa và xin đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, mời cháu. Bấm hai chục phút. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Chí Đức. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 364. Thammaramo thammarato thammang anuvisin anuvisin tayan thammang anusarang pikkhusat thammanan pari ha yati thammaramo thammarato thammang anuvisin tayan thammang anusarang phikkhusat thamma nabariha yati thammaramo thammarato thammang anuvisin tayan tham là trường âm nhấn, maramo là ba trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, má rá là hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á nú quý là ba đoạn âm, xin là trường âm nhấn, chin là trường âm nhấn, tá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thăm thammaramo thammarato thammang anuvicin tayan thammang anusarang phikkhusat thammana pariha yati tham trường âm nhấn mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm á đoạn âm, nút trường âm nhấn, xá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phích là trường âm nhấn, khú đoạn âm, xá trường âm nhấn, thầm trường âm nhấn, mà trường âm thông thường, ná bá rí ba đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm, thầm măng anusarang phích khu sách thamma nabariha yati thamma ramo thammarato thammang anuvicin tayan thammang anusarang phikkhusat thamma nabariha yati thamma ramo thammarato thammang anuvicin tayan
tham mang anusarang vikusat tham mana parihayati. Dạ con xin kể. Thammaramo thammarato thammang anu huy chín ta dặn thammang anu sarang bhikkhu sa thammana parihayati. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic nè. Dạ, Thanh Hoàng muốn lên trước những từ ngôn hay là Thanh Hoàng muốn chờ? Dạ, dạ, cảm ơn Thầy Tràng. Dạ, ok. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong Đạo Tràng, con kính lễ bà quý cô tu nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho niệm từ biết âm thanh rõ. Từ xin phân tích và đọc câu pháp cú số 364 ạ. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang vikkhusat thammana parihayati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang. Và câu số 1, tham là trường âm nhấn, maramo là ba trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, má rá là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 2, tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á nú quý là ba đoạn âm, chin là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, dân là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Tham măng anusarang vikkhusat thammana parihayati. Câu số 3, tham là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là trường đoạn âm, nus là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bích viết là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Câu số 4, sắc là trường âm nhấn, thâm là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, ná bá rí là ba đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá tí là hai đoạn âm. Và mình tự xin đọc lại ở câu 364. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang vikkhusat thammana parihayati. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang vikkhusat khu sắc thầm mà na ba ri hà gia ti. Dạ, con xin kể câu pháp cú 364. Thầm mà ra mô, thầm mà ra tô, thầm măng a nu vi chín ta yam, thầm măng a nu sa răng tinh khu sắc thầm mà na parihayati. Dạ, con đã phân tích và dạ, con đã đọc xong. Con có sai, mong ngài và đạo tràng sửa lời dùm con ạ. Kính cảm ơn đạo tràng.
À, bây giờ xin mời bằng tay của Thanh Hoàng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 364 ạ. Thammara mo thammara to thammang anuvicinta yang thammang anusarang phikkhu sat thammana parihayati Thammaramo thammarato thammang anuvicintayang thammang anusarang phikkhu sat thammana parihayati. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Tham trường âm nhấn, mara mo ba trường âm thông thường. Thăm trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm tô trường âm thông thường. Thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á nú quý, ba đoạn âm. Chin trường âm nhấn, tá đoạn âm. Giang trường âm đọc theo giọng âm ạ. Con phân tích câu 3, câu 4. Thăm măng á nú sa răng phích khu sát thăm mà na pa ri hà gia tí. Thăm trường âm nhấn, măng trường âm giọng, đọc theo giọng nguyên âm. Á nút, á đoạn âm nút, trường âm nhấn, xá đoạn âm răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phích, trường âm nhấn, khú đoạn âm. Sát, trường, sát thăm, hai trường âm nhấn, ma, trường âm thông thường, ná, pá, rí, ba đoạn âm. Hai trường âm thông thường, giá tí, hai đoạn âm. Con xin đọc lại cả bài. Thammaramo thammarato thammang anuvicinta yang thammang anusarang phikkhu sat thammana parihayati thammaramo thammarato thammang anuvicinta yang thammang anusarang phikkhu khu sát thăng ma na pariya na tham ma na pariha yati. Con xin kệ ạ. Tham ma ra mo tham ma ra to tham ma anu vi chin ta yang tham ma ma nu sarang phi khu sát tham ma na pariha yati Thammaramo thammarato thammanuvicintayang thammanusarang vihu sathammana parihayati. Vị tỳ kheo thính pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Dạ, con đã đọc và kệ xong, con xin Ngài và quý đạo tràng sửa cho con ạ. Con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp ạ. Alo. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính nhận lễ Quý Chư Tăng và các cô tu nữ. Mến chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú, câu 364. Cảm ơn Tạm Hạnh đã post bài. Tham má ra mô, tham má ra tô, tham măng anu y chinh tá dân, tham măng anu sa răng thích khu sắp, tham ma na pa ri hà giá tí. Tham má ra mô, tham má ra tô, tham măng anu y chinh tá dân, tham mang anusarang phikkhu sat thamma na pariha yati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Thamma ramo thamma ratto thammang anuvicintayang. Tham là trường âm nhấn, má
ra mô là ba trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, má rá hai đoạn âm, tô trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á nú quý ba đoạn âm, chin trường âm nhấn, tá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thâm má ra mô, thâm má rá tô, thâm măng á nú quý chin tá văn. Câu 3 và câu 4. Thâm măng anusarang thikhu sát thâm ma natariha giá tí. Thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, nus trường âm nhấn, xá đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thik trường âm nhấn, khu đoạn âm, sát tha sát là trường sát thâm là hai trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, ná pú rí ba đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá tí hai đoạn âm, thâm măng anusarang tích khú sát thâm ma natari hà giá tí. Con xin đọc lại câu 364. Thâm má ra mô thâm má ra tô thâm măng anuichin ta yang thâm măng anusarang tích khú sát thâm ma natari hà giá tí. Thâm ma ra mô thâm ma ra tô thâm măng anuichin ta yang thâm măng anusarang tích khú sát thâm ma natari hà giá tí. Dạ con xin kệ ạ. Thâm ma ra mô thâm ni ma ra tô thâm măng anuichin ta yang thâm măng anusarang tích khú sát thâm ma na tari ha ya ti thâm ma ra mô thâm ma ra tô thâm ma nga nu vi chín ta yang thâm ma nga nu sa lang thi khu sát thâm ma na tari ha ya ti. Dạ con xin hết ạ. Dạ có gì sai xin sư chí đức sửa giùm con. Dạ. Cảm ơn đạo tràng lắng nghe, cảm ơn bạn Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin xuống mic xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ nghe chưa ạ? Dạ kính tri ân đạo tràng nhiều. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính lễ quý đạo quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 368. Hơi nhỏ không biết sao để tăng lên. Dạ vậy được hơn maximum rồi đó. Dạ con xin phép đọc maximum rồi đó xích. Tham mara mo tham marato tham mang anuvicinta yang tham mang anusarang bhikkhu sat tham manapari nào. Không phải napari hà giá tí tham mara mô tham marato tham măng anu quý trình ta dặn
tham mang anusarang bhikkhu sát tham mà na pariha yati. Không nhìn thấy cái bài học nữa, dài quá chừng không thấy, đừng kéo xuống. Hình như không có đọc tham á, thì con xin phân tích. Thamaramo thamarato thamang anuvichinta yang. Tham là trường âm nhấn, mara là hai trường âm thông thường, mô là trường âm thông thường. Tham là trường âm nhấn, mara là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Tham là trường âm nhấn, mang là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Á nú là hai đoạn âm, quý là đoạn âm. Mang là trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Tham là trường âm nhấn. Mang là trường câu số 3. Câu số 3. Tham là trường âm nhấn, mang là trường âm đầu theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, nus là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pik là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Sát thăm là hai trường âm nhấn. Ma là đoạn âm. Ná bá rí là ba đoạn âm. Ha là trường âm thông thường, giá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại. Thammaramo thammarato thammang anuvicinta yang. Thammang anusarang bhikkhu sat thamma napariha yati. Thammaramo thammarato thammang anu quý chính ta dặn tham ăn anu sa răng bị cù sa tham mana pariha yati. Dạ con, còn chỗ nào sai con kính tên ngài chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con kính dâng mít đến đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, 123, 123, 13 vị đọc luôn, bắt đầu là Sít Kim, chấm dứt là Sít Nguyên Tĩnh, giọng kinh, giọng kệ cũng hay, nhưng mà đọc nó nhỏ để coi người ta có theo dõi, có chú ý hay không, Sít Nguyên Tĩnh này. Chữ sắc thầm ma ba trường âm. Vậy mà chỉ chấp nhận có hai trường âm, còn chữ ma thì nó đó là đoạn âm. Sao kỳ vậy? Sức nguyên tịnh chỉ sắp thâm ma đó là ba trường âm, hai trường âm nhấn, một trường âm thông thường. Như vậy mà nói chữ ma là một đoạn âm. Sức nguyên tịnh muốn tạo một cái lỗ hổng để cho đạo tràng có theo dõi, có chú ý hay không ha. Không phải giỡn nhẹ không được nha. Đa số thôi không thấy hả? Ủa? Bậy. Không thấy thì sao học? Mắt mờ hả? Rồi thì có thể xí xái ha, mắt mờ xí xái. Nhưng mà như vậy là giọng kinh cũng hay, giọng kệ cũng tuyệt vời ha. Rồi, ở đây trong cái bài này có một cái từ mà quý vị hơi bị vấp, tức là hơi lúng túng chỗ này. Cái chữ cuối của câu số 3, chữ phích khú. Phích là một trường âm nhấn, khú là một đoạn âm. Vậy thì cái chữ này nó nối giữa câu 3 và câu 4. Chúng ta không nên dừng lại chữ khú hoặc là đọc chữ khú. Nó là đoạn âm mà đọc nó quá
quá dài ha. Ví dụ tham bằng anusaran phích phu sát tham ma phích phu sát tham ma, chứ đừng có kéo dài chữ phích phu ha, chữ phu không có nên kéo dài. Tham bằng anusaran phích phu sát tham ma ha, phích phu sát tham ma. À, quý vị cố gắng chỗ này. À, chỉ còn bắt một chút chỗ này thôi. À, vị nào cũng giỏi hết. Sitina mà theo kịp với đạo tràng, đó là một sự thành công ha. Mặc dù Sitina phân tích rất là chính xác, nhưng mà có cái hơi bị lẫn lộn chỗ trường âm thông thường. Trường âm thông thường thì Sitina đọc thành đoạn âm. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào từ vận ha. Chắc cũng quý vị thể hiện cái bản lãnh của quý vị là quá tuyệt vời. Bây giờ câu đầu tiên: tham ma ra mô tham ma ra tô, tham ma ra mô tham ma ra tô, tham ma ra mô tham ma ra tô. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ ha. Tham ma ra mô do cái từ tham ma và a ra ma. Chữ tham ma nó là một danh từ nam tính akaranta pung linh ga. Tham ma là pháp, là giáo pháp. Tham ma là pháp, là giáo pháp. Rồi cái từ thứ hai, aramo. Aramo do cái từ arama. Arama nó cũng là một danh từ nam tính akranta pungalinga. Arama có nghĩa là sự thích thú, việc hoan hỷ, mà cũng có nơi nó là arama, tức là chùa ha. Chữ arama này nó do cái động từ ramati, có nghĩa là thích thú hoan hỷ, nhưng mà nó đứng làm chủ từ số ít và tham an ekawachana vipatti, cho nên arama biến thành aramo, là thamaramo, có nghĩa là thích thú trong pháp. Thamaramo là thích thú trong pháp. Rồi, từ thứ hai, thammarato. Thammarato cũng do chữ thamma cộng với chữ rato. Thamma là pháp, giáo pháp ha. Rồi chữ rato do cái từ rata. Rata nó là một cái dạng quá khứ phân từ, một cái dạng quá khứ phân từ, nhưng mà chữ ra tá nó được chia theo chủ từ số ít và tham ma ngay câu quan chánh áo quỷ pháp tí, cho nên ra tá biến thành ra tô. Ra tô ở đây có nghĩa là hoan hỷ vui thích, hoan hỷ vui thích. Thì tham ma ra tô có nghĩa là thích thú trong pháp, thích thú hay là vui thích trong pháp. Vui thích trong pháp. Rồi chúng ta qua câu số 2 ha. Câu số 2, tham măng anu quy trình ta dần, tham măng anu quy trình ta dần. Tham măng thì chúng ta biết đó là tham má ha, nhưng mà nó được chia theo đối cách ha, được chia theo đối cách, tức là dutiya vipatti ekavacana tham má biến thành tham măng ha. Tham măng cũng là pháp, cũng là giáo pháp. Rồi anu quy trình ta dần, anu quy trình ta dần, anu quy trình ta dần do ba từ. Anu là một tiếp đầu ngữ ha, rồi quý cũng là một tiếp đầu ngữ ha,
À, ở đây cái gốc của nó là chinh ta dân. Chinh ta dân do căn ngữ chinh, có nghĩa là suy nghĩ. À, vậy thì những cái tiếp đầu ngữ nó chỉ cho sự nhấn mạnh, à, cho cái căn ngữ, cho cái động từ suy nghĩ, à, cho cái từ suy nghĩ. Nhưng mà chinh tà giá ở đây được chia theo đối cách số ít, à, đu tì giá vì phát tì e câu quá trình á, cho nên chinh chinh tà giá biến thành chinh tà dân, ha. Anu quy chinh tà dân, đây là một hiện tại phân từ số ít, có ý nghĩa là đang suy nghĩ, đang suy nghĩ. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. À, giống trùng 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 nhau à. Alo, Thích Nhật Quỳnh hả? Anu quy trình ta dần, có nghĩa là đang suy nghĩ, đang suy tư. Rồi câu số 3. Thầm bằng anu xa rằng phích khu, thầm bằng anu xa rằng phích khu. Câu số 3 chúng ta có 3 từ. Mấy kiếm chuyện hả? Ai biểu chọc nó làm gì? Chọc nó là nó kiếm chuyện. Thầm bằng thì quý vị biết rồi, pháp, giáo pháp. Anu xa rằng, ha. Anu xa rằng, anusarang. À, ở đây tiếp đầu ngữ anu ở phía trước có nghĩa là dọc theo, trên, đến. À, tiếp đầu ngữ anu. Rồi chữ sarang, sarang do cái từ sara, nhưng mà ở đây nó được chia theo đối các số ít, đối tỷ gia vui phát tỷ hề câu quá trình á, cho nên sara biến thành sarang. Anu sẽ rằng nó ở đây là một cái dạng hiện tại phân từ nam tính ha. Anu sẽ rằng có nghĩa là đang niệm tưởng, đang niệm tưởng. Rồi bà chữ vị thú là vị tỳ kheo ha, vị thú là vị tỳ kheo. À, và câu cuối cùng, sát thầm mà na pari hài giá tí. Câu cuối cùng chúng ta có 3 từ. Sát thầm mà là 1, na hài, pari hài giá tí là 3. Chữ sát thầm mà, chữ sát thầm mà, chữ sát à, có nghĩa là chánh, là tốt. À, chỉ sát là chánh, là tốt, là đúng, vân vân ha. Rồi thăm ma là chánh pháp, à, là giáo pháp, à, là giáo pháp. Thì sát thăm ma ở đây, à, nó được chia theo xuất xứ cách ha. Xuất xứ cách tức là panchami vị phát tí ekavacana. Cho nên chỉ thăm ma nó biến thành thăm ma. Thăm ma có nghĩa là khỏi chánh pháp, khỏi giáo pháp. Hay là khỏi diệu pháp cũng được. Chánh pháp, giáo pháp, diệu pháp. À, chỉ sắp thăm ma. Rồi cái từ thứ hai ná có nghĩa là không hả, ná là không. Rồi parihayati đây là một động từ số ít ha. Parihayati rời bỏ, tránh xa, rời bỏ, tránh xa.
Na-pa-ri-ha-ya-ti. Vậy thì kết luận nơi câu cuối này, Sat-tham-ma-na-pa-ri-ha-ya-ti, không rời bỏ giáo pháp. À, đây là cái câu kết luận ha. Sat-tham-ma-na-pa-ri-ha-ya-ti, không rời bỏ giáo pháp. Câu Phật ngôn 364 cho chúng ta ý nghĩa: vị tỳ kheo có nơi an trú là giáo pháp, thích thú trong giáo pháp, đang suy tư về giáo pháp, đang niệm tưởng về giáo pháp, thì không rời bỏ chánh pháp. Đó, lặp lại. Vị tỳ kheo có chỗ an trú là giáo pháp, thích thú trong giáo pháp, đang suy tư về giáo pháp, đang niệm tưởng về giáo pháp, thì không rời bỏ chánh pháp. À, khi mà quý vị nghe trong cái câu Phật ngôn này, thường thường á, Đức Phật hay chú ý đến hai nhân vật, một là tỳ kheo, hay là cận sự nam, người nam. Tại sao mà trong tứ chúng, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, mà Đức Phật ám chỉ rằng vị tỳ kheo an trú, có chỗ an trú là giáo pháp. Ví dụ câu đầu này, nói rằng vị tỳ kheo, như vậy thì chúng ta không phải là tỳ kheo thì coi như khỏi có an trú, khỏi có học hỏi, khỏi có được hưởng cái ân huệ, mà sao Đức Phật lại thiên vị quá hả? Nói này tỳ kheo, này thiện nam, không có nghe nói này tín nữ, này tỳ chúng ni. Thì quý vị biết trong tứ chúng á, tỳ kheo nè, tỳ kheo ni nè, thiện nam nè, tín nữ nè, cùng giam đầu hả? Thì trong tứ chúng như vậy, nói vị tỳ kheo là đại diện chung cho tứ chúng. Nói cận sự nam là đại chung, đại diện chung cho hội chúng cư sĩ, thiện nam tín nữ. Còn hội chúng mà xuất gia thì nói một vị tỳ kheo là đủ rồi, đủ rồi. Cho nên nhiều khi chúng ta học mà thấy ủa, mình còn sẽ gì, mình là tỳ kheo ni, mình là thiện nam, mình là tín nữ, thì cái câu Phật ngôn này không ám chỉ về mình. Nói vậy không được nghe. Rồi nghe Ngài Hòa Thượng Giới Đức nào, Phổ Thơ Lục Bát rồi. Ẩn cư với giáo pháp này, quả thích giáo pháp, suy ngày tưởng đêm, tỳ kheo như vậy đáng khen, giáo pháp cao thượng kề bên chẳng lìa. Ẩn cư với giáo pháp này, quả thích giáo pháp, suy ngày tưởng đêm, tỳ kheo như vậy đáng khen, giáo pháp cao thượng kề bên chẳng lìa. Rồi này Hòa Thượng Minh Châu, vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, không suy mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Rồi trong ý nghĩa tự vấn, quý vị có ý kiến gì không? Có chỗ nào sơ sót? Có cái từ nào rắc rối? Im ru mà không có gì rắc rối nha, không có gì rắc rối. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu luôn qua Dương Sự ha. Ở đây Dương Sự câu Phật ngôn này nói lên cái tên vị tỳ kheo đó, mà chúng ta thấy trong câu Phật ngôn này được mô tả như thế này: Thammaramo. Cái chữ Thammaramo, khi nãy ý nghĩa thì quý vị thấy rằng Thamma ha, là pháp ha. Rồi ra Aramo là thích thú ha.
là thích thú ha. Tức là vị tỳ khưu đâu mất tiêu rồi. Chạy đâu mất rồi. Đúng rồi, chữ thâm á cộng với aram á biến thành thâm aram á, nhưng mà chủ từ tức là nói lên cái ý nghĩa chính. Đây là cái vị tỳ khưu tên là thâm aram hồ ha. Vị này tại sao có cái tên thâm aram hồ? Bởi vì vị này hoan hỷ thích thú với giáo pháp của Đức Phật, rồi được gắn cho, được ban cho cái tên là Thammarambo. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên thì ngài đề cập đến vị trưởng lão tên là Thammarambo. Thammarambo. Khi mà Đức Phật phán dạy rằng tại tháp Pa Hoa ba tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch niết bàn, tức là khi đó ngài cũng đã bệnh đã về tới cái tháp Pa Hoa, rồi ngài Ananda cũng mệt mỏi vừa bước chân ra ngoài cái là Ma Vương xuất hiện lên đến thỉnh Đức Phật nhập niết bàn. Đức Phật ngài, đây là lần thỉnh thứ mấy, quý vị còn nhớ không? Lần thỉnh thứ mấy Đức Phật nhập niết bàn? Quý vị nhớ lần khi mà vừa lần thứ hai hả? Thứ hai rồi. Chắc ăn người thứ hai đi, người thứ ba không có vô hỏi, người thứ hai là có vô hỏi. Rồi bây giờ để thiệt là người đi. Hai con số 2 thì nó lớn hơn con số 3, tức là 2 là 4. Con số 3 đơn độc nhưng mà nó không bằng hai con số 2 ha. Còn lấy đồng thắng ha. Khi mà vừa chứng đắc. Now battery please charge. Viết vào la nữa. Khi mà vừa chứng đắc dưới cội cây Bồ đề ha. Và Hoa Vương đã tới thỉnh Đức Phật nhập niết bàn, tức là ngài trong những cái tuần lễ còn suy tư về pháp. Ông còn nghe hả? Alo, Sĩ Tân Hoàng nói dở quá không nghe hả? Đang suy tư về cái pháp vi diệu mà mình đã chứng đắc và không muốn đi truyền bá cái giáo pháp này, thì Đức đã phẩm thiên xuống thỉnh ha. Rồi khi mà đang lưỡng lự như vậy thì Ma Vương cũng xuất hiện luôn ha, thỉnh Đức Phật nhập niết bàn. Đó là lần đầu tiên. Và lần cuối cùng này thì tại tháp Pa Hoa, khi mà ngài Ananda mệt mỏi bước ra ngoài thì Ma Vương xuất hiện thỉnh Đức Phật nhập niết bàn. Đức Phật nói đừng có nóng, 3 tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch. Bởi vì trong 3 tháng nữa ngài phải củng cố, rồi phải tế độ những người hữu duyên, trong đó cái người hữu duyên cuối cùng quý vị biết đó là Suphadra. Cho nên cái nhân duyên mà chưa có trọn vẹn thì ngài quán lại chưa ra đi. Trong tam giới này có ai mà nói với tử thần từ từ rồi ta sẽ đi như Đức Phật không? Nên là khi mà hắc bạch vô thường mà xuất hiện cầm cái lưỡi hái là riêu riếu là đi theo liền ha. Tức là tử thần mà xuất hiện là chúng ta không có trốn tránh, dầu trong hang núi dưới biển sâu hay là trên hư không, nghĩa là không trốn được cái ác nghiệp mình đã tạo, hoặc là không trốn được tử thần. Và chính Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật khi mà thần chết tới thì ngài cũng
cũng phải ra đi, bởi vì hữu thân hữu khổ. À, phải có cái tâm thân ngũ uẩn này thì phải tan rã theo vô thường thôi. À, cho nên khi mà tử thần đến, Ngài nói rằng còn một số việc chưa xong, 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập diệt. Và khi nghe như vậy rồi thì cả ngàn vị tỳ khưu bay xung quanh Đức Phật. Trong số đó có những vị phàm tăng. Và những vị phàm tăng này thì quý vị biết cũng còn thất tình lục dục, à, cho nên không cầm được dục để xót hương. À, khi mà Bậc Đạo Sư ra đi, không muốn xa rời Bậc Đạo Sư. Nhưng mà các vị thánh vô lậu á, thì phát sinh sự đồng tâm, nghĩ rằng các pháp thật là vô thường. Nhưng mà trong số các vị phàm tăng mới bàn nhau, chúng ta làm gì đây khi mà Bậc Đạo Sư không còn nữa. À, rồi ở tại giảng đường, từng nhóm họp bàn về cái vấn đề này. À, chúng ta phải lo hậu sự thế nào, chúng ta phải nương nhờ đạo pháp làm sao, rồi sự hụt hẫng khi mà không có Đức Phật, à, nghĩa là cận kề. Trong số những vị phàm tăng đó thì có một vị tỳ khưu tên là Thammaramo. À, vị tỳ khưu Thammaramo này mới suy nghĩ Đức Phật sắp nhập diệt mà ta thì chưa có chứng đạt được thánh quả nào cả, vậy thì ta hãy cố gắng hành sa môn pháp để diệt tận khổ đau trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt. À, vị này khởi lên một cái tư tưởng mà không giống ai, tức là ai cũng khóc than buồn rầu sầu khổ, nhưng mà vị này phải nhất quyết rằng sự gia hạn của Đức Thế Tôn 3 tháng, thì trong 3 tháng đó chúng ta phải có một chút gì để nhớ để thương trong thân quả. Và tỳ khưu Thammaramo không đi đến cùng với chư tỳ khưu hội họp ở đó nữa. Và các vị tỳ khưu khác hỏi: Này giả nghĩ sao mà coi như không đến chia buồn, không đến coi như nghe những lời di chúc di huấn tối hậu mà tách rời ra như vậy? Thì vị tỳ khưu Thammaramo im lặng. Vị này kiếm một nơi thanh vắng, độc cư suy niệm về pháp và hướng về những lời dạy của Bậc Đạo Sư. Các vị tỳ khưu thấy như vậy mới đem việc này trình lên Đức Phật, tại vì coi như không cùng một chí hướng với hội chúng, là ai cũng săn sóc lo lắng cho Đức Phật, mà riêng cái vị tỳ khưu này thì tách rời ra riêng như vậy, thì thấy tưởng rằng vị này tư tưởng không được ổn. Và Đức Thế Tôn tỳ khưu Thammaramo không có sự thương mến Đức Thế Tôn, vị ấy không bàn luận với chúng con là khi được tin Đức Thế Tôn sắp niết bàn sau 3 tháng thì chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ nè. Thì khi mà trình lên Đức Phật như vậy, Đức Phật mới cho gọi vị tỳ khưu Thammaramo đến, mới hỏi rằng: được nghe người ta nói rằng ngươi có hành động tìm nơi thanh vắng rồi đắc cư nhàn tịnh, cái sự việc này có thật như vậy không? Và Đức Thế Tôn: dạ có thật ạ. Này tỳ khưu Thammaramo, do cái nhân gì mà ngươi lại hành động như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, con được nghe tin Ngài sẽ niết bàn sau 3 tháng nữa, nhưng mà con thì chưa có trừ tuyệt được ái dục mà khi Ngài còn tại thiền, cho nên con cố gắng thực hành pháp để chứng đạt A-la-hán trước khi Ngài niết bàn. Do vậy con hằng suy niệm về pháp mà Ngài đã thuyết giảng,
À, Đức Phật xa thủ lành thầy. Này chư tỳ khưu, vị tỳ khưu nào thương kính Như Lai, hãy thực hành như tỳ khưu Thầm Ma Ra Mô. Thật vậy, nào sự cúng dường tràng hoa hay là Phật thơm không gọi là cúng dường Như Lai. Còn người thực hành pháp chân chánh thì mới gọi là người cúng dường Như Lai một cách đích thực. Như vậy thì qua câu Phật ngôn này, chúng ta hiểu pháp ở đây tức là ám chỉ về pháp hành thiền trí hay thiền quán. Vì tỳ khưu mà trú ẩn an trú ở trong đó thì được gọi là người trú trong pháp, ẩn náu trong pháp, có sự hoan hỷ với pháp, nên gọi là người thỏa thích trong pháp. Gọi là người suy xét về pháp tức là do suy xét về cái trạng thái vô thường của não, vô ngã thường xuyên, thì nên gọi đó là người suy niệm về pháp. Và khi mà dứt pháp gọi này thì tỳ khưu Thầm Ma Ra Mô chứng đạt thánh quả A La Hán. Câu Phật ngôn này cho chúng ta một cái duyên sự sự bàn luận với chư tăng về hành động của vị tỳ khưu Thầm Ma Ra Mô. Pháp lạc viên tâm khó định an, không màng lưu luyến việc trần gian, hay tiên Phật tổ gần viên tịch, đóng cốc mong tu đạt niết bàn. Chư tăng mất Phật gọi thầy ra hỏi, đại nhân nào chẳng thiết tha, nghĩ đến Như Lai mà ngoảnh chúng. Thầy rằng con muốn đáp ơn cha, cho nên đóng cốc ráng hành thiền, nhất quyết trong khi Phật tại tiền, phải đắc vô sanh nhìn thấy pháp, thoát vòng ngũ uẩn khổ triền miên. Đức Phật khen xa thu lành thai, đệ tử thương ta niệm pháp hoài, trú pháp tâm hằng vui cảnh pháp, cúng dường cao thượng pháp Như Lai. Alo, còn nghe không bà con? Đó, một câu chuyện mà chúng ta thấy không phải là hình thức, mà cái này phải đi vào nội dung. Ai khóc, ai than, ai sầu, ai rầu, ai khổ kệ ta. Kiếm một cái chỗ thanh vắng, kiếm một chỗ thanh vắng, nhìn lại chính mình, cái pháp của mình đã tiến triển thế nào, cao hay thấp làm sao, chuyện thị phi, được lợi mất lợi, được quyền tước mất quyền tước, được khen bị chê, được vui bị khổ, tâm của mình có chao đảo hay không. Thì ở đây chuyện người ta kể người ta nha, chia vô đánh phù ngõ ráng chịu, mình phải biết chính mình. Đây là một cái câu Phật ngôn mà mình phải quay lại với chính mình. Cứ nghĩ tưởng thế này, hít vô thở ra hết một ngày, thở ra không hít vô hết một đời. Sự sống chết, như Huynh Pháp Hữu đưa ra cái đề mục niệm sự chết ha, trong đạo tràng chúng ta, và chúng ta cũng thấy trước mắt bệnh hoạn ốm đau thiên tai lũ lụt, cái sự vô thường trong nháy mắt. Vậy thì hãy quay lại với chính mình, hãy an trú trong pháp. Đức Phật đã để lại 84.000 pháp môn, đó là 84.000 phương lương diệu dược, mà chúng ta chỉ cần hưởng được một pháp môn nào trong 84.000 pháp môn này, chúng ta an trú vào đó thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Rồi bây giờ thời gian còn nhiều để cho quý vị học và hỏi. Trong câu Phật ngôn này có chỗ nào tuyệt vời, có chỗ nào có thể áp dụng được cho chính bản thân mình, thì quý vị sẵn sàng đưa tay và thảo luận. Xin mời Sĩ Nhục Quỳnh nói, mới đưa tay lên chút mà mỏi tay bỏ xuống rồi.
Nam mô Bích Tha giá, dạ không phải con ngoại tai mà con sợ bị ăn cháo lương bạch ngài. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, dạ cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn chị Meta. Dạ con sợ bị ăn cháo lương chứ không phải ngoại tai. Cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Hồng Mai. Dạ con chưa có trả bài, nãy giờ con lặn sâu quá con chưa trả bài, con xin được trả bài. Phố Biển ơi, Phố Biển mới vô, Phố Biển có trả bài không? Có đọc pháp cú không? Nếu có thì Nhật Bình phát bài ra cho Phố Biển đọc. Dạ con kính bạch ngài và đạo tràng. Dạ lúc nãy máy con nó kiếm chuyện, mà đáng lẽ gì con phải chạy, con rời ra khỏi cái room, con vào lại thì nó mới gõ chữ được, còn không thì con phải viết ở trong này, gõ ở trong này rồi con copy ra, thành ra nó chậm chạp. Mà con thấy Giang Nhật Hà nói con thì tưởng đâu là tưởng đâu là cô đang suy nghĩ gõ chữ này, cái máy con nó cứ bị như hoài à. Thỉnh thoảng tại vì con làm biếng, mỗi lần con mà vào room thì con phải rồi sửa cái máy lại thì nó mới ok. Còn mà con tùm lum ta la hết, con không có làm lại nó thì nó cứ vậy ra. Tới lúc mà gõ từ vựng, hãy gõ được chữ A thì nó mất chữ B, mà gõ được chữ B thì nó mất chữ A, nó mất hoài luôn. Mình ra phải gõ trong cái bảng ở trong này rồi lại copy ra nên nó rất là chậm. Đúng rồi, đó là Kim Nhung, máy này hiểu quy đăng. Nhưng mà Kim Nhung ơi, không phải một mình của Nhật Quỳnh bị hiểu quy đăng đâu. Quý vị mà cứ vô bà thoát đi rồi máy quý vị biết liền cái gì. Mà nếu mà xài mà máy xịn hiệu Apple thì nó đá ra ngoài hoài luôn, không có vô bên thoát, tại vì nó nhiều virus lắm. Nó nhiều virus lắm, phải coi như là phải bắt virus nè, rồi phải mà tắt đi mở lợi đồ này kia hoài. Nhật Quỳnh là coi như làm riết anh giống như là cái nghề luôn đó. Dạ không phải đâu, giờ có đổi máy mới nó cũng vậy à, Hồng Mai ơi, nó vậy à. Nhưng mà Nhật Quỳnh mua máy thì mua giỡn không à, mấy trăm đồng thôi mà xài tới mấy năm rồi, thành ra nói là vậy đó. Nhưng không sao, việc nhỏ miễn phục vụ đạo tràng được là tốt rồi. Và con xin được trả bài pháp cú kinh số, quên nữa à, mà Phố Biển có trả bài không cho Nhật Quỳnh tín hiệu đi Phố Biển ơi. Dạ con xin đại pháp cứu kinh 364. Dạ con xin phép là con không có phân tích, con chỉ đọc và dùng iPhone ok, không dám đâu. Nguyên trang dùng iPhone nó đá nguyên trang ra ngoài hoài luôn đó. Hà ơi, cho con xin được đọc. Hà đọc bài chưa vậy Hà? Hà ơi, Hà đọc bài chưa? Hà trả bài chưa? Quang Thanh trả bài rồi. Quang Thanh té đi cơ. Quang Thanh trả bài chưa? Quang Thanh. Ngài nói còn dư. Dạ. Quang Thanh trả bài chưa? Quang Thanh có được cầm mic được không? Nếu được cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, trong khi chờ đợi thôi con trả bài trước. Quang Thanh chưa có thể cầm mic được thì cầm đi, để sợ một hồi nữa. Quang Thanh không cầm mic được. Mời Quang Thanh nha. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô, quý cô tu nữ, và kính đảnh lễ quý kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 364. Con xin đọc và phân tích. Tham ma gia mô tham ma gia tô tham mang anu quýt chín ta rằng tham mang anu sa rằng phích khô sam sát tham ma na ba di ha gia tị gia tị. Con xin đọc lại, bị sai chỗ rồi đấy. Tham ma gia mô tham ma gia tô tham mang anu chín ta yang
thammang anuccha yang vikhu sat thammana sat thammana bi na ba ri ha ha la ti sat thammana ba ri ha ra ti. Con xin phân tích câu 1. Thăm là trường âm nhấn. Ma, ra, mô là ba trường âm thông thường. Thăm là trường âm nhấn. Má là đoạn âm. Má, ra là hai đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Thăm là trường âm nhấn. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, nú là hai đoạn âm. Á, nú, quý là hai đoạn âm. Chin là trường âm nhấn. Tá là đàn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thăm là trường âm. Tiếp câu số 2, câu số 3 và câu số 4. Thăm măng a nút sa răng phích khu khu sát sát thăm mán na bai ri hà ra ti. Thăm là trường âm nhấn. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm. Nút là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phích là trường âm nhấn. Khú là đoạn âm. Sát là trường âm nhấn. Thăm là trường âm nhấn. Ma là trường âm thông thường. Ná, bá, rí là ba đoạn âm. Ha là trường âm thông thường. Giá là đoạn giá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại nè. Tham ma ra mô tham ma ra tô tham măng a nút quy chín ta rằng tham măng a nút sa rằng phi khu sát tham ma na ba ri hi ra na ba ri hà ra ti. À, con có sai thì xin ngài Chí Đức chỉ cho con, chỉ cho con. Con cũng biết là con đọc sai chữ chữ ra và chữ giá. Đấy là cái đấy là con đọc sai cái đấy, con biết hai cái đấy là bị sai. Có xin ngài Chí Đức với A Chàng chỉ cho con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con xin thử mic một chút, tại vì laptop của con lâu quá con không có xài, bây giờ mới xài lại nó cũng hơi lòng còng, với lại không biết mic sao. Dạ kính Gia Nhật Hà. Hồi nãy con mở lớn lắm nhưng mà nghe trong đạo tràng là ở bên đây là nó ồn luôn á, bên đây đâu khuya rồi. Nhưng mà không hiểu sao nói là giờ thì ok dạ. Yeah. Tại bạch ngài con dạo này mắt con có cận cộng tới 3 độ lận, con nhìn là buổi tối con lá chá mà tại sao không biết con sai con. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Dạ con xuống mít ạ. Cầm mít nói rõ mà không đọc bài luôn. Hồi nãy đọc nhí nhí thì đọc. Miên Tịnh ghê. Nhưng mà Miên Tịnh ơi, làm ơn bất thức lại một chút đi. Đêm nào cũng thức 1-2 giờ đêm không thì mắt nó sẽ lên độ nhanh lắm nha. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài Pháp Cú Kinh 364. Thammaramo thammarato thammang anuvicinta yang thammang anusarang vikkhusat thammana vadihayati thammaramo thammarato thammang anuvicinta yang thammang anusarang vikkhusat thammana vadihayati. Vị tỷ kheo thích pháp, mến bác sĩ tư pháp,
tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ô, Sú Khá hả? Rồi, thôi mời Sú Khá đi nha. Sú Khá em tranh thủ đi để một chút, Sú Khá lại không cầm mịch, mời Sú Khá. Con cảm ơn cô. Cô cứ đọc hết bài đi cho xong con lên cũng được mà. Con vừa cho mấy con con cho con nó đi về. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Na, Nam mô Tham Ma Na, Nam mô Sang Kha Na. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 364. Tham Ma Ra Mô Tham Ma Ra Tô Tham Mang A Lu Vi Chín Ta Rằng Tham Mang A Lu Sa rằng phích khu sát thầm mà la pa di hà gia tí. Thầm mà già mô thầm ma gia tổ thầm mằng a lu quý trình ta rằng thầm mằng a lu sa rằng phích khu sát thầm mà la pa di hà gia tí. Dạ con xin đọc lại lần nữa. Tham ma ra mô tham ma ra tô tham mang a lu vi chín ta rằng tham mang a lu sa rằng tích khu sát tham ma la pa di hà gia tí. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ có phải chỉ đọc thế hả cô? Không phải phân tích à? Dạ con xin xuống mic. Dạ con kính mời cô ạ. Dạ con xin đọc bài. Con thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Cùng con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu Pháp Cú số 364. Tham ma ra mô tham ma ra tô tham mang anu vít Anu vi chinh ta dằng thầm măng anut sa răng phít khu sáp thầm ma na ba ri hà giá tí. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu vi chinh ta dằng thầm măng anut sa răng phít khu sáp thầm mà na ba ri hà gia tý. Thầm mà ra mô thầm ma ra tô thầm măng chỉ dặn a nu sa rằng phít khu sát thầm mà na ba ri hà gia tý. Thầm mà ra mô thầm ma ra tô thầm măng anu vi chinh ta dằn thầm măng anu sa rằng phít khu sát thầm mà na ba ri hà gia tí. Dạ con thấy tiếng Việt cô Như Quỳnh ơi. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, si tư pháp, tâm tư
niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con trả bài xong. Dạ con xin gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Biển Quy Nhân. Rất là giỏi, thức sáng đêm mà còn đọc bài nổi. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. À. Dạ, Nhật Quỳnh nãy đã đọc bài rồi. Dạ, giờ mời quý vị, vị nào có muốn chia sẻ thì kính mời. Dạ, Nhật Quỳnh cầm mic trả lời câu hỏi của Minh Giang Nhật Hà. Mình thấy rất vui vui nên cầm mic trả lời thôi và trả bài được rồi. Dạ, tại vì Nhật Quỳnh biết số khá hoặc phố biển cơ hội cầm mic rất là ít hoặc là quan thanh, nên vị nào mấy vị này mà đưa tay là Nhật Quỳnh nhân liền dạ nhưng tức khắc để rồi không có cơ hội. Số khá thì sợ hắn về, phố biển thì có công việc lo cho cha, rồi quan thanh thì đang ở chỗ làm, thành ra khi nào mà quý vị mà đưa tay là Nhật Quỳnh tranh thủ cho quý vị cầm mic để mất cơ hội. Còn Nhật Quỳnh thì không sao. Trời ơi, nãy giờ không chịu trả bài, bây giờ tới giờ chót mới chịu đưa lên. Coi chừng ăn cháo lương nha Nguyên Trang. Mời Nguyên Trang nha. Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô ạ. Đã post bài, dạ con xin đọc bài. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ con chạy lên lầu đó cô nên con phải thở vậy nè con. Không phải đâu mẹ ơi. Dạ con xin đọc bài ạ. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayam thammang anussa thammang anussarang bhikkhusat thamma anaviha. Con này chẳng à đâu mất tiêu rồi. Chí hà giá tiết. Dạ con xin đọc lại ạ. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayam thamma anussarang bhikkhusat thamma parat naparihā yati. Đọc lại con đọc bị giáp ơi. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayam thầm mặn anusa rằng phít khu sát thầm mà anh sao tôi đọc vậy phít à đọc lại dạ đọc con đọc lại dạ thầm mà ra mô thầm ma ra tô thầm mặn anu quy trình ta dần thầm mặn anusa rằng phít khu sát thầm mà napari hà gia tí. Vị tỷ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong ạ. À, con xin xuống mít ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng của kệ nữa. Dạ, rồi con kệ luôn. Thammaramo thammarato thammang anun vi chintayam thammang anun sarang vinkhu satthammana barihayati thammaramo thammarato thammang anu vi chintayam thammang anun sarang vinkhu
sattamanang parihayati thammaramo thammarato thammang anut vichintayam thammang anut sarang fitku sattha thammang parihayati. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ con có đọc sai, con kính mong sư sửa cho con ạ, ngài sửa cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Alo, đọc sai chứ không đọc sai. Đọc lần hai câu, đọc từng câu nhắc gần như vậy à, thì nó ý nghĩa sao? Dòng kinh cũng vậy, dòng kệ cũng vậy. À, tức là đọc một lần hai câu, đây đọc từng câu một à, thì chúng ta nghe nó không có hòa điệu với nhau, không có hòa nhập với nhau. Ở đây cái quan thân à, rất là hoan hỷ. Sai, biết mình đọc sai, và sai chỗ nào nữa đó. Cho nên ở đây thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, niệm pháp, thì bây giờ chúng ta phải đi một cái quy trình nhé. Ai sao tôi vậy chứ, bây giờ đi ngược đường một con không giống ai à, cố gắng đọc lần hai câu à, cố gắng kinh cũng vậy, kệ cũng vậy à, cố gắng đọc lần hai câu đi, bởi vì đây cái trường âm nó nằm cuối câu số 2, cho nên chúng ta cảm thấy rất là sung sướng. Còn khi cuối câu số 2 nó là đoạn âm thì chúng ta dễ bị hụt hơi và có thể nghĩ tự do. Nhưng mà ở đây thì chúng ta đi một lần hai câu tương đối nó dễ. Thammaramo thammarato thammang anuvicintayam thammang anusarang bhikkhusat thammana parihayati. Đọc lần hai câu vậy nó dễ. Kệ cũng vậy, kệ phải đọc hai câu, đừng có đọc từng câu một. Từng câu một thì nghe nó nhắc đường à, xa thú với sĩ quan thành. Như vậy là tiến bộ rất nhiều. Kệ thì chúng ta không phải đọc hai câu, chứ đừng đọc từng câu một ha. Đọc từng câu một nó nghe nó rời rạc. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm ma a nu. Rồi chắc quá à, đọc sai là biết sai liền đó, không vô tông là thấy kỳ lắm à. Thầm ma ra mô thầm ma ra tô thầm. Rồi bị nhiễm rồi, bị nhiễm rồi, cho nên coi như là bây giờ kệ thì sao cũng được, nhưng mà kệ chắc quá rồi, thua à. Thôi bây giờ cái bài này á, nó là cái ý nghĩa sao, tức là phải tự vượt lên chính mình, đứng trên đôi chân của chính mình, không thở bằng lỗ mũi của người khác, tức là lợi mình lợi người thì làm à, dù đó là bậc đạo sư, dù đó là thầy tổ, dù đó là cha là mẹ à, những cái bậc ân nhân của mình. Nhưng mà mình nên đi vào nội dung chứ không phải là hình thức à, cha mẹ của mình à, đã di chúc hoặc là đã có những cái hành động à, đã có những cái lời dạy dỗ chúng ta được thành nhân chi mỹ, thì chúng ta phải qua những cái lời dạy đó mà thực hành, chứ không phải khi mà ông bà nằm xuống khóc lóc bù lu bù loa để chứng tỏ rằng mình có hiếu. Cái hiếu không phải là hình thức à, ví dụ như ông già nằm xuống, cha tôi nay đã quy tiền, xác còn nằm đó mà tiền để đâu, thì như quý vị nghĩ như sao à, ông già nằm xuống thì phải lo hậu sự chứ, phải làm tròn bổn phận của một người con có hiếu chứ. Nó không lẽ là ông nằm xuống lại đi lục lọi chỗ này chỗ kia, cái tủ cái két à, rồi cái lật ở chỗ này chỗ kia lên để coi tiền bạc giấu đâu, hay là di chúc để chỗ nào à,
nhiều khi quan tài còn nằm đó hoặc là xác chết còn nằm đó, nhưng mà xào xáo trong gia đình một cái điều không không được đẹp lắm. Vậy thì ở đây thích pháp, mến pháp, truy tư pháp, niệm pháp, đó chính là những cái mà chúng ta phải tìm được hiện tại lạc trú, tức là lợi mình lợi người, an lạc trong hiện tại, mình mà cảm thấy rằng lương tâm không có căng rứt, mình làm mình không bị chê trách, mà mình làm không phải để cầu danh, ai cũng than khóc, nhưng mà vì tỳ khưu Thammaramo này tìm một chỗ văn vẻ hành pháp, và chính sự thực hành đó Đức Phật cũng đã khen ai thấy pháp tức là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai là thấy pháp. Vô thâm măng bát sát tí, sô thâm măng bát sát tí, tức là ai thấy pháp là thấy Như Lai, mà ai thấy Như Lai tức là thấy pháp. Cái thực tánh của pháp chỉ là một, còn chúng ta bị hình thức bên ngoài che lấp, và nhiều khi miệng lưỡi của thế gian rồi bị lung lạc, cho nên chúng ta mất đi cái sự chân thật của chính mình. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta nhìn vào đó, hãy sống với chính mình chứ không phải vì người khác. Sống với chính mình chứ không phải vì người khác, bởi vì vì người khác thì chúng ta bị sở hữu thợ tha chi phối, tức là chúng ta bị bên ngoài chi phối, mà sống với chính mình cái đó mới quan trọng, an lạc hay không. Rồi buổi sinh hoạt của đạo tràng chúng ta đến đây xin được kết thúc với những lời dạy của Đức Phật, để rồi chúng ta áp dụng trong cuộc sống được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giá hạnh bố thí và thâm thiền xin oai lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa chô quá chê nạ sô tử vô hô tụ sa mạ đà. Do lời chân thật này kinh dân quả phát lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Dạ. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Tất cả chư tăng và quý Phật tử, chúng ta đồng tụng một lời kinh để hướng nguyện phước lành, mong rằng các bậc hữu ơn thầy tổ quá vãng được đầy đủ phước báo, và mong cho tất cả những ai đang sống trong đau khổ sự hạnh khổ, đang sống trong sợ hãi hết sợ hãi, và đang sống trong sầu bi hết sầu bi. Nam mô Bụt Sư, Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con xin thành kính hành lễ chư tôn đức tăng. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu tụng đọc Phật ngôn để hướng nguyện phước báo đến cho toàn thể những chúng sanh đã quá vãng, nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh chỉ điều đến cho tất cả chúng sanh được siêu sanh ngàn cảnh, được an vui nơi cảnh giới tái sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa.